Bình xin được mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay mình mời quý vị các bạn về thăm Hương Thủy. Đây là một đoạn đường nằm trên trục đường từ cầu Ngõ Thanh Toàn chạy ra quốc lộ 1A, đoạn Huế Tôn các bạn. Đây là một khung cảnh khá là yên tĩnh, mình thấy rất là mát mẻ vào một buổi chiều, trời không mưa, không nắng và có thể nói là rất thích hợp để chúng ta về đây tham quan phòng, cập nhật xem cái tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình sống chung với dịch của quý bà con, đồng thời cập nhật đến quý vị và các bạn những cái thông tin về dịch Covid-19. Như chúng ta đã biết thì trong thời gian vừa rồi ở Huế thì những ca bệnh nó duy trì ở mức từ 300 đến 400 ca, một trong những cái mức rất là cao. Chính vì lý do đó cho nên Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 12782 triển khai cái phương án cách ly và điều trị tại nhà, thực hiện việc điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Một cánh đồng nước, do mấy ngày vừa rồi trời nó mưa quá lắm cho nên nước ngập hết cả mấy cánh đồng luôn. Đây mấy chú vịt đẹp các bạn này, mấy chú vịt đậm xuồng. Nước muốn vào nhà ở đây thì phải qua một cái cầu nhỏ nhỏ thôn xã Bầu Thanh Cầu Ngói. Cô ơi, đường quốc lộ chạy dọc ra còn đi luôn hả cô? Ra quốc lộ là đi ra đường đi luôn hả cô? Dạ rồi, anh cảm ơn. Dạ anh cảm ơn nhá. Comment góp ý giúp cho mình đây. Đây có cái hồ Bán Việt ở phía trước các bạn này. Mình làm lạc xó. Xó hay lạc xó? Còn ở đây mình thấy không cảnh ra yên bình, mất mẹ dễ sợ lắm. Chắc làm đây thấp không? Và lọ để đưa em đấy. Thôn Lang xã Bầu Thận, xã Thủy Tân, Hương Thủy. Lang xã Bầu, xã Thủy Tân, Thủy các bạn. Đọc khó lắm. Này có cái dâu nằm ở chặt là mượn nước các bạn. Wow, chiếc ghe con vịt. Đây nhà nằm có ghe các bạn nhé, có ghe. Hương Thủy một ngày về.
mênh mông bát ngát là nước luôn các bạn ơi. Bên kia có một hòn đảo nhỏ các bạn ơi, có như là công trình nào bên nước ngập hết, còn lại mấy cái bụi tre, mấy bụi hóp quanh quanh thôi. Xa xưa các miền đầu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa đồ chiều mưa về hương ơi đồ chiều. Cái cầu Tính Đông ngày mấy ngày hôm trước trời nó mưa to các bạn, cho nên ở đây khu vực này nó ngập lụt. Đó thì nó ngập cánh đồng các bạn, đa số là ngập cánh đồng là chủ yếu. Ngập lụt thì nhà dân thì nó còn chưa đến. Cầu Lợi Nông đó các bạn. Cầu Lợi Nông. Chị ơi cho em hỏi chạy ra đường quốc lộ đi đằng này phải không? Gần đến chưa chị? Một đoàn này hả? Dạ rồi con ngọc. Quán Song Sân cà phê đang xây giải khát. Đây cầu Lệ Nông, đường Đại Giang đó các bạn, ở dưới này là đường Đại Giang. Rất là đẹp, không cảnh nên thơ các bạn ơi. Lên Huế các bạn này, ngược lên Huế này, này lên nào, xuôi về. Như kia có rất là nhiều cái rớ đang kéo lên đường Lợi Nông. Ở đây có nhiều đường Lợi Nông á. Đây xã Kỳ Châu đó các bạn. Phong trào xã Kỳ Châu. Kỳ Châu. Bên này đường Lợi Nông không biết là Thị Phương à. Có rất là nhiều cho nên là ký ốt bán hai bên cầu, bên này có ốc. Cơ sở Lợi Nông, trường tiểu học Dạ Lê. Tiểu học Dạ Lê đấy các bạn. Thì có chú đây đang giăng câu thả lưới bắt cá đấy các bạn. Chú giăng câu sớm rồi chú. Giăng câu sớm nữa. Giăng câu sớm nữa. Chú nói ở phía dưới này, dưới con đường này, con đường này là nó chia ranh giới, một bên là Thủy Châu và một bên là Thủy Phương các bạn. Hướng bên tay phải này là Thủy Phương, còn bên tay trái này là Thủy Châu. Nhưng mà đúng là thủy thì bên nào cũng nước hết cả các bạn. Thủy thì trái cũng nước, phải cũng nước. Các bạn ở đây bên Thủy Phương này thì giáp ranh với thành phố Huế luôn các bạn. Nhìn lên là thấy các tòa nhà cao tầng ở thành phố Huế, thì ở đây quý vị các bạn có thể nhìn lên thấy, còn cái qua ống kính thì khó, mình thì nhìn thấy khá rõ đấy các bạn, tòa nhà cao tầng đều nhìn thấy hết. Ở đây cũng giống như kiểu là vùng sông nước, thì mưa đã vài ngày là nó ngập rồi. Thấy bà con đi thả cá, giăng câu thả cá.
biết có cá nhiều không, ở trên kia thấy có hai người đang chèo ghe ra để thả cá ngồi các bạn. Ít về dưới này là nhiều các bạn này, về nhiều người đi chân câu ở đây. Phương đây là sắp ra tới đường quốc lộ rồi đây các bạn ơi. Ra đến quốc lộ chúng ta chạy theo hướng dọc với quốc lộ, có rất là nhiều con bánh canh cá lóc nổi tiếng. Huế thì có rất là nhiều món ăn, ngoài bánh canh Nam Phổ rồi bánh canh chả kho, chả cua, có bánh canh cá lóc kèm theo nem chả, bánh canh bột lọc. Đấy, khi nào các bạn về thì ghé Huế được thì chúng ta hãy trải nghiệm các cái món ăn cùng với mình để thưởng thức xem món nào ngon, món nào thích hợp, chỉ có trải nghiệm mới là cảm nhận được thôi các bạn. Để chúng ta dừng đèn xanh đèn đỏ xong một lúc rồi chúng ta sẽ chạy lên hướng thành phố Huế các bạn nhé. Thành phố Huế mình thấy ở Hương Thủy này rất là nhiều nhà họ chơi mai đúng không các bạn nhé. Nhiều nhà chơi mai bên này có chị bán thì đây là Huế Tôn đấy các bạn, cửa hàng xây dựng Huế Tôn đó, xăng xăng dầu 25 Huế Tôn rất là nổi tiếng. Đọc Thanh Lam đây là mai đấy các bạn này. Mai Huế cây dương tạo ra một tuyệt tác chi cục Huế. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, phòng khám thú y, kho bạc nhà nước Hương Thủy đây. Mình thấy ở đây là có rất là nhiều cô chú hay bán đồ tươi ở đây này. Mà chiều hôm nay mình chạy ở đây không thấy, chứng tỏ là do dịch Covid-19 cho nên là rất là nhiều người là không có ra bán được. Giáo sư Già Lê đây các bạn. Giáo sư Già Lê. Đây là trục đường quốc lộ 1 đấy các bạn. À đây các bạn. Huế, thành phố Đồng Hà 75 cây, đền thờ liệt sĩ Phường Thị Phương hay các bạn nhé, đình làng Già Lê, Già Lê Thượng. Bên này là Hyundai, gara xe Hyundai. Tiếp tục di chuyển về trung tâm thành phố Huế các bạn. Thành thiệt 545 này lò heo quay, lò vịt quay nhưng mà thơm nhất ngay luôn các bạn ơi. Đi ngang mấy cái lò heo quay thì cảm nhận thôi rồi luôn. Ở đây thì có rất là nhiều con bánh canh các bạn nhé, nhưng mà đoạn này thì chưa có, chúng ta phải chạy lên đoạn này rồi. Việc 519 Nguyễn Tất Thành, ta chạy dọc về cầu vượt Thủy Dương các bạn nhé, hướng trung tâm thành phố Huế. Đây là chợ đấy các bạn, chợ Già Lê. Bà con đang buôn bán ở phía trong này, hàng hoa, hàng trái cây, hàng trứng, đủ thứ. Bình hôm nay mình không đi vào trong thì quay ở phía bên ngoài cho quý vị và các bạn xem thôi. Chợ Già Lê các bạn nhé.
khẩu trang, thịt vào chợ. Đương nhiên rồi, tình hình dịch bệnh này thì ở chợ nào vậy các bạn, yêu cầu phải nghiêm ngặt để đeo khẩu trang, để tiếp xúc, để điện máy xanh các bạn, thế giới di động. Thì bán hàng ở phía bên ngoài hôm trước. Ủa, chú sao nằm ở đó vậy gì? Chú sao nằm ở đó vậy? Dạ? Chú nó nằm đó vậy? Bị thần kinh à? Mà dạ đó. Mà hay nằm đó lắm à? À, cao tuổi đó. Tuổi ghê à. Có bệnh có đôi gì không? Mà chỉ lâu nay đứa là từ xưa giờ luôn à? Nhỏ chưa luôn rồi. Dạ? Dạ lưu lại đúng không? Sao mình có gian hàng trong chợ bán ở đây à? À, dạ. Dạ. Còn quay tình hình dịch dạ rồi. Thấy chú tội ghê thiệt. Thôi. Nhà chú ở mô biết không? Nhà có điều kiện không? Mẹ Hàn Quốc làm thôi, nhớ là còn đi làm cả đi rồi không đi đang được. À không đi là không được à? Gãy chân à? Chắc con tệ chứ hè, chắc con tệ mà ấy. Ba mấy tuổi vậy? À. Chú tuổi không biết giúp kiểu gì đấy. Thôi con ăn đi đã. Lúc nữa là chúng ta sẽ chạy về tới cầu vượt Kiều Dương các bạn. Đây là kiệt 479 Tất Thành. Cắn chuối à, cắn chuối à chú. Dạ. Đây, bên này là có quán bánh canh Hiệp các bạn. Hiệp. Đây thì tới đoạn bánh canh Mai Hoa Viên. Trong này có Mai Hoa Viên. Sơn các bạn. Thường xảy ra tai nạn. Đây là gara xe Yamaha Lê Ngô Đồng Cát. Trước mình mua xe ở đó đó các bạn. Xe ô tô mình đang đi là mua ở đó đó. Nhiều
nay thì mình ghé về thăm Hương Thủy một chút xíu, rồi để xem tình hình kinh doanh buôn bán của bà con như thế nào luôn, thì để gửi hình ảnh tới quý vị và các bạn. Đồng thời ghé một số hoàn cảnh khó khăn ở dọc đường á, mưu sinh đường phố, với món quà của phía Mạnh Thường Quân. Và chiều hôm nay có lẽ đi giờ này nó hơi muộn, cũng không gặp được không khó khăn nào, cần giúp đỡ chút ít phần quà nho nhỏ của phía nhà hảo tâm gửi về, thì mình cũng xin phép gửi lại video lần sau, tiếp tục vào các video khác. Ngày giờ mình đi thì mình chưa gặp được cái trường hợp nào cần giúp đỡ các bạn. Thôi mình đi quanh cái thân tộc, từ đường những thân tộc các bạn, đường phố của Hương Thủy để cho quý vị các bạn xem. Yamaha, quên là Mazda các bạn. Thì tất thần Mazda Huế. Trước các bạn là cầu vượt Thủy Dương đấy các bạn. Đoạn này mình nghĩ một công viên khá là đẹp. Phía trên là cầu vượt, phía dưới là các cái dãy cây, hàng cây. Về không khí ở Bình Dương thì xe cũng thế nào, phía trong kia là Mitsubishi các bạn. Đây là VinFast. VinFast này là sao mình thấy xe với lại nó nhỏ vậy. Đây là con đường Tất Thành các bạn nhé, còn mặt dưới bên cạnh là đường ray xe lửa đó. Ở đây mà nếu mà ở sát cái đường ray này với mù thì chắc mù ngon lắm các bạn. Nếu mà ai quen thì có một chất mù sâu, còn ai không quen thì chắc có một chất mù vui. Mình từng có dịp là ngủ bên cạnh cái một ngôi nhà ở cạnh đường ray các bạn. Thì buổi tối cách đâu tầm 45 hay là 1 tiếng đồng hồ gì đó là có chuông báo thức. Thank you.
sang năm 2022. Mình xin chúc quý cô bác anh chị em có một năm mới dồi dào sức khỏe. Điều quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe, thì dịch bệnh nó rất là nguy hiểm. Nên chúng ta mặc dù sống chung với dịch nhưng mà cũng phải biết việc khoảng cách, phải biết bảo vệ mình. Cho nên là vấn đề sức khỏe là vấn đề mà mình muốn nhắc đến đầu tiên. Thì ngoài ra thì cần phải làm ăn để có thu nhập, duy trì cuộc sống. Đây. Dịch bệnh nhưng mà cũng phải lo cho cuộc sống nữa các bạn, không thể ở nhà mãi được. Làm sao để cân đối tất cả mọi thứ, đó mới là điều quan trọng. Mong tất cả mọi người tiếp tục ủng hộ kênh của Trần Bình Official, kênh của Bình thì với mục đích là ghi hình các cái hoàn cảnh khó khăn, cái cuộc sống đường phố, rồi các hoàn cảnh khó khăn bệnh tật, cái hoàn cảnh yếu thế cần có sự giúp đỡ của cộng đồng, của bà con. Hay hơn, ý nghĩa hơn, và mình cũng mong muốn là giúp đỡ được nhiều cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Cũng mong được tiếp tục đồng hành cùng với quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã giúp đỡ, đã ủng hộ, đã đồng hành cùng với mình trong một thời gian vừa rồi là năm 2021. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả.